Chào các bạn đến với series hướng dẫn khép lời chi tiết. Sau đây sẽ dẫn các bạn chơi bài câu hàng xóm với điệu bolero. Nhắc lại cái đánh điệu bolero, đánh móc chúng ta đánh là bùm chách 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 chách, bùm chách bùm chách, bùm chách 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 chách, bùm chách bùm chách. Thì tự dây các bạn có thể nhìn trên hình, và đánh quạt chúng ta cũng đánh đúng tốc độ như vậy, chỉ là đánh quạt mũi tên lên xuống thôi. Bùm chách 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 chách, bùm chách bùm chách, bùm chách 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 chách, bùm chách bùm chách. Đó. Các hợp âm sử dụng trong bài này: hợp âm la thứ, dây 2 ngăn 1, dây 3 ngăn 2, dây 4 ngăn 2, bát dây 5. Hợp âm son trưởng, dây 1 ngăn 3, dây 5 ngăn 2, dây 6 ngăn 3, bát dây 6. Hợp âm la 7, dây 2 ngăn 2, dây 4 ngăn 2, bát dây 5. Hợp âm rê thứ, dây 1 ngăn 1, dây 2 ngăn 3, dây 3 ngăn 2, bát dây 4. Hợp âm đô trưởng, dây 2 ngăn 1, dây 4 ngăn 2, dây 5 ngăn 3, bát dây 5. Hợp âm mi 7, dây 3 ngăn 1, dây 5 ngăn 2, bát dây 6. Hợp âm pha trưởng, chặn ngăn 1, dây 3 ngăn 2, dây 4 ngăn 3, dây 5 ngăn 3, bát dây 6. Mình sẽ đánh chậm để các bạn theo dõi bài này. Vùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà ở bên sống trong giàu sang, quen gấm nhung đại trang, đi về sẽ đón đưa. Các bạn để ý là với bài này, những cái chỗ hợp âm chúng ta đảo rất là nhanh, đánh một điệu một lần đánh chúng ta sẽ phải bấm được hai hợp âm, gọi là đảo phách ấy. Khúc của bài thì các bạn có thể đánh quạt, và mình sẽ đánh móc trước. Này vẫn đánh móc cũng được, nhưng giờ sẽ đánh quạt. Hai năm trôi qua nhưng tình không dám bỏ, tôi sợ thân mình là bọt đều, làm sao ra mơ duyên từ mai sau. Tôi sợ ngang trái làm mọi đời chưa xót thương. Chơi
cách đánh móc và quạt để các bạn tham khảo. Và còn khi các bạn muốn chơi thì các bạn cứ theo cái sở thích của mình nhé, chứ không phải bắt chước mình đoạn nào móc đoạn nào quạt đâu. Cứ chơi theo cái cảm nhận của chính mình là tốt nhất. Hy vọng các bạn đã chơi được bài hát sau khi xem xong clip. Xin chào hẹn gặp lại các bạn những bài diễn tiếp theo. Chào các bạn, vừa đàn vừa hát các bài hát yêu thích không phải là quá khó, chỉ cần kiên trì rèn luyện trong một vài tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thì có khá nhiều người có thể chơi được điệu, chuyển được hợp âm thành thạo, nhưng khi hát vào lại hay bị lệch, không khớp nhịp hát với cả nhịp đàn. Chính vì thế mà mình đã suy nghĩ và sáng tạo ra cái kiểu hướng dẫn ghép lời chi tiết này, và với mục đích là giúp cho những ai gặp phải những cái vấn đề mình vừa trình bày trên có thể sửa chữa và hát đúng giai điệu bài hát cùng với đàn. Cách hát của một bài hát thì nó rất là đa dạng, tùy vào người hát có thể ngân nghỉ hay feel những cái chỗ khác nhau, tùy vào những các bản phối hay là những cái cảm xúc khi chúng ta hát. Và cái trong cái bài hướng dẫn hoặc là trong cái tài liệu mình thì mình sẽ làm một cái cách hát đơn giản nhất và giống với bản gốc nhất cho các bạn có thể tham khảo. Hy vọng các bạn có thể chơi được các bài hát mẫu và sau đó là chơi các bài hát tương tự. Cách sử dụng cái tài liệu này thì nó cũng không quá phức tạp đâu. Nó thiên về thực hành điểm hát. Các bạn chỉ cần theo dõi kỹ cái sơ đồ mà mình đưa lên trên YouTube và trong các cuốn tài liệu. Và khi hướng dẫn thì mình đều hát ghép lời vào với tốc độ là tương đối chậm để các bạn dễ dàng theo dõi hơn. Khi chúng ta chơi được chậm rồi, có thể không cần nhìn nhiều tài liệu thì chúng ta có thể đánh nhanh lên, và dần dần các bạn có thể quen được cái nhịp của bài hát. Và từ 1-2 bài ban đầu quen thì chúng ta có thể chơi được rất nhiều bài tương tự với các điệu đó hoặc là các điệu khác cũng như vậy thôi. Cái bộ giáo trình này của mình thì có những cái điệu thường dùng, ví dụ như là điệu van, điệu slow rock, bolero, slow ballad, slow surf, disco. Và mình sẽ cố gắng dần dần mở rộng ra thêm được nhiều điệu hơn nữa. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mình để có thể giúp mình có thêm động lực để tạo ra nhiều cái bài và những cái video hướng dẫn tiếp theo. Chào.